Thì mình học 45 phút thôi nha. Bây giờ 9:55 thì 45 phút thì khoảng 10:40 mình học vô, mình vô trễ 15 10 10 phút rồi. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Thì cái đề số 2 hôm trước là nó như thế này ha. Thì nó cho một cái mệnh đề sai dạng B kéo theo quy nè. Mệnh đề sai dạng B kéo theo quy. Nó có dạng nếu thì đó là nó dạng B theo kéo theo quy. Thì nếu mình gặp cái dạng này thì mình đặt cái mệnh đề này là B, thì chỗ này là mệnh đề quy nè. Trời mưa là mình đề quy, thì cái này là B kéo theo quy. Mà mình nhớ cho thầy là B kéo theo quy là nó sai. Nó sai khi B đúng quy sai đúng không? Vậy thì để giải câu này đó. Thì ở đây em đặt cho thầy là B là mệnh đề là chuồn chuồn bay thấp. Còn quy là cái mệnh đề trời mưa. Như vậy thì cái mệnh đề nếu chuồn chuồn không bay thấp thì trời mưa, thì cái này mệnh đề này là gì? Cái này là gì em? Mệnh đề này là mình sẽ viết cái dạng gì? Viết cái dạng gì? Cái gì kéo theo cái gì đó ha. Đấy. Một bạn trả lời cho thầy cái câu hỏi này coi. Cái mệnh đề thứ nhất này nè, mình sẽ viết cái dưới dạng B kéo theo quy hay như thế nào đây. Một bạn nói cho thầy coi. Gọi tên Thúy Hằng. Hằng có trả lời câu hỏi này được không? Cái này mình đọc sao? Em mở mic lên được không em? Dạ được không? Thì cái này mình sẽ viết thành mệnh đề như thế nào đây? Em thấy cái chỗ này nó để cái chữ không không? Chữ không là không b, không b ở đây là mình sẽ ký hiệu là gạch đầu ha. Vậy thì cái này là phải không b kéo theo gì? Được không em? Nói được không? Cái này là không b kéo theo quy không, không b kéo theo quy. Thì cái bài đề thứ nhất của mình nè, nếu chuồn chuồn không bay thấp thì trời mưa là không b kéo theo quy, được chưa? Rồi bài đề thứ hai một bạn khác nói với thầy Nguyễn Hoàng Quy có nói được không? Nguyễn Hoàng Quy Nguyễn Hoàng Quy đâu? Được người bạn khác này. Quỳnh Hương. Quỳnh Hương nói được không em? Cái mệnh đề thứ hai này là biểu diễn sao? Thôi giờ bạn nào nói được nói cho thầy nghe coi. Giơ tay lên thầy kêu. Có được không ạ? Nào bây giờ thầy phân tích nè. Câu 51 này cái đề nó cho là nếu chuồn chuồn bay thấp thì trời mưa là mệnh đề sai phải không? Thì ở đây nó là cái gì mà dạng mệnh đề kéo theo B kéo theo quy á, B kéo theo quy hay là B suy ra quy đó. Phải không? Thì ở đây mình đặt mệnh đề B là chuồn chuồn bay thấp, quy là mệnh đề trời mưa. Như vậy thì nó cho thêm ba cái mệnh đề nữa, ba mệnh đề nữa. Như vậy thì mình sẽ phân tích các cái mệnh đề mà nó cho theo nè. Thì dưới dạng là B kéo theo quy hay là B ngang kéo theo quy gì đó, thấy không? Tức là dưới dạng B quy hoặc là B ngang quy, thấy không? Thì ở đây là em coi nè. Cái chỗ này là gì? Chuồn chuồn không bay thấp. Tức là nó mình đề phủ định của mình đề B, đúng không? Mình đề gọi là không B.
không B. Trời mưa vẫn là vẫn là mệnh đề quy đúng không, vẫn là mệnh đề quy, hay là trời mưa vẫn là mệnh đề quy nè. Để tôi cứ ghi là rồi. À, vậy thì cái mệnh đề thứ nhất của mình đó là không B kéo theo quy, được chưa? Còn mệnh đề thứ hai của mình là gì? Nó vẫn là chuồn chuồn không bay thấp đúng không? Chuồn chuồn không bay thấp tức là gì? Không B thì không mưa, tức là kéo theo gì? Không quy. Đó. Còn cái mệnh đề thứ ba là nếu trời mưa thì chuồn chuồn bay thấp. Trời mưa là mệnh đề quy đúng không? Đây, chỗ này là mệnh đề quy này. Thì chuồn chuồn bay thấp tức là suy suy ra B lại, đúng chưa? Xin lỗi, suy ra B chứ không phải B ngang. Suy ra B. À, chỗ này là suy ra B này. Thì bây giờ mình phân tích nè. Thì theo theo đề bài á thì ta có là B kéo theo quy là sai. Mà mệnh đề này sai. Mệnh đề này sai nên là mình có là gì đây? Mình sẽ suy ra được là B đúng. B đúng, quy sai. Thì nhắc lại là mệnh đề B kéo theo quy nó chỉ sai khi B đúng quy sai. Thấy không? Cái mệnh đề này nè, nó sai khi khi là gì? B đúng quy sai. B đúng và quy sai nha các em, nhớ ha. Vậy thì nếu mà B đúng mà quy sai. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái gì? B đúng thì cái B ngang là nó sai đúng không? B ngang nó sai. Và quy nó cũng sai luôn. Thấy không? Đấy. Như vậy thì mình sẽ có mệnh đề là B ngang mà kéo theo quy. Mệnh đề này đúng. Thấy không? Mệnh đề này đúng. Như vậy thì chỗ này nó đúng nè. Được chưa? Em lưu ý là sai suy ra sai, sai kéo theo sai là đúng. Thấy không? Đấy, giống như kiểu mình nói là nếu mà con kiến nó nặng bằng con voi thì con kiến có thể nặng được 5 tạ. À, hay là 5 tấn gì đó. Thì nó là tạo là hai mệnh đề sai nhưng mà kéo theo nó lại là đúng. Rồi cái mệnh đề tiếp theo nè, mệnh đề tiếp theo bây giờ mình phân tích nè. À, thì mình có cái B đúng quy sai, cho nên là cái B ngang là nó sai, còn cái quy á, quy ngang là nó quy ngang là nó lại đúng. Thấy không? Quy ngang nó lại đúng. Cái này mình cũng ghi suy ra nè. Thì cái B ngang là sai mà quy quy ngang là đúng thì cái mình sẽ suy ra được cái mệnh đề là B ngang mà kéo theo cái quy ngang này. Cái này nó cũng đúng luôn. Không? Như vậy thì cái mệnh đề thứ thứ hai của mình đúng. Mệnh đề thứ hai đúng. À, cái này mình cũng suy ra được là gì? À, tại vì cái tức là từ cái điều này nè, điều này suy ra nè. Thấy không? Suy ra được điều thứ nhất, suy ra được thứ hai. Từ cái mệnh đề xe từ từ cái mệnh đề B kéo theo quy sai này mình suy ra được ba ý. Đó. Thì bây giờ đó là tại vì B đúng mà quy sai, có nghĩa là B đúng quy sai. B đúng quy sai thì cái thằng quy nó suy ra B là suy ra B. Tức là cái thằng này lúc này nó sai nè. Sai suy ra đúng không? Sai suy ra đúng thì nó là mệnh đề đúng. Cho nên là cái mệnh đề thứ thứ ba của mình cũng đúng luôn. Ở đây vậy thì cả ba mệnh đề đều đúng hết, cho nên chỗ này mình chọn phương án B là cả ba mệnh đề đều đúng. Thầy ơi, Sao em? làm sao mình biết B đúng và quy đúng, biết cái À, này đúng cái buổi học đầu tiên của thầy thầy có tóm tắt cái bảng gọi là cái bảng chân trị của cái hai mệnh đề á. Nếu mà mình có hai mệnh đề B và Q á thì nó sẽ xảy ra bốn trường hợp đúng không? Bốn trường hợp, ví dụ như đây là B nè, đây là Q nè. Thì có trường hợp thứ nhất là B đúng Q đúng không? Trường hợp thứ nhất là, thứ hai là B đúng Q sai nè. Và trường hợp thứ ba là cái gì? B sai Q đúng. Và trường hợp thứ tư là cả hai cái cùng sai. Thì mình có cái bảng chân trị của mệnh đề B kéo theo quy á, B kéo theo quy nè. Thì nếu mà B đúng quy đúng thì B kéo theo quy là đúng. B đúng quy sai thì B kéo theo quy là sai. Còn B sai quy đúng thì B kéo theo quy là đúng nha. Còn B sai quy sai thì B kéo theo quy là đúng luôn. Như vậy thì
Em lưu ý là cái B kéo theo Q này đó, nó chỉ sai khi B đúng Q sai ha. Đó, tức là cái mệnh đề B kéo theo Q này nó chỉ sai khi B đúng và Q sai. Không, ý em hỏi là sao mình đọc vô trong cái câu hồi nãy thầy, sao mình À, biết B nó đúng mà Q nó lại sai? à thì cái câu nó cho là nó cho là đề nó cho nè, cho mệnh đề sai nè, thấy không, cho mệnh đề sai nè, em thấy không, mệnh đề sai là mệnh đề gì, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, mà trong cái mệnh đề sai này đó là nó có cái cấu tạo là B kéo theo Q đúng không, B kéo theo Q, như vậy thì đây là mệnh đề B kéo theo Q mà nó là sai, B kéo theo Q là sai, cái đề nó cho nè, đề nó cho là B kéo theo Q là mệnh đề sai đúng không, như vậy thì mình sẽ suy ra được là trong trường nó chỉ có một cái trường hợp duy nhất, trong trong bốn trường hợp này chỉ có trường hợp duy nhất B kéo theo Q sai, tức là B đúng Q sai, B đúng, B là nhận số 1, Q nhận số 0, tức là B đúng Q sai, được chưa? Đấy, thì từ cái đề mình sẽ suy ra được nó chỉ có một trường hợp duy nhất thôi, trường hợp duy nhất thôi, có nghĩa là rõ ràng là mình thấy rõ ràng, nếu để mình liên hệ thực tế có nghĩa là mình thấy rõ ràng là rõ ràng bữa đó là cái chuồn chuồn nó bay thấp, tức là mệnh đề B đúng phải không, và rõ ràng là trời mưa là sai, có nghĩa là trời không có mưa, rõ ràng tôi thấy nó cái chuồn chuồn bay thấp đó, nhưng mà trời đâu có mưa đâu, cho nên rõ ràng mệnh đề này sai không, tức là chuồn chuồn thực sự là nó có bay thấp nhưng mà trời không có mưa thấy không, đấy cho nên là em có thể suy luận được mấy cái này, nếu mà suy luận theo 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 ngôn ngữ thông thường cũng được thấy không. Rồi em có hỏi gì không ạ? Thì bây giờ mình sẽ phân tích theo cái kiểu mệnh đề của mình đó. Mệnh đề thì ở đây nó để là chuồn chuồn không bay thấp, không bay thấp tức là mệnh đề B B ngang đúng không? B ngang, và không bay thấp là B ngang này. Là mệnh đề phủ định của mệnh đề B đó. Bay thấp, không bay thấp. Thấy không? Đấy, chữ thì này là mình sẽ viết thành cái dấu kéo theo, dấu kéo theo. Đó. Đó, thì đây nó sẽ là mệnh đề B ngang kéo theo Q. Đúng chưa? Trời mưa nè, mình đặt biến mình đặt cái mệnh đề trời mưa là mệnh đề Q. Đúng không? Mệnh đề Q mình đặt là mệnh đề trời mưa nè. Đó. Vậy thì mình sẽ đưa cái mệnh đề mà người ta cho này dưới dạng là B kéo theo Q hoặc là B ngang kéo theo Q gì đó. Được chưa ạ? À, chúng ta còn hỏi câu hỏi gì không? Thì cái chỗ này là cái buổi học đầu tiên của thầy, thầy có tóm tắt về về logic đó, thầy có tóm tắt mấy cái bảng chân trị này lại đó em coi lại giùm thầy ha. Rồi. Như vậy thì bài này mình chọn câu này mình chọn phương án B ha. Rồi bây giờ mình sang câu 52 nè. Thì câu 52 thì mình sẽ sử dụng cái suy luận logic ở trong cái ngôn ngữ mình đó vào để cái phán đoán ha. Đó thì ở đây nó nói là trong cái kỳ thi học sinh giỏi có bốn bạn Phương Dương Hiếu Hằng tham gia và hai bạn Bắc Kỳ trong bốn bạn này thì không không sống cùng một thành phố. Đấy, thì em lưu ý cái dữ kiện thứ nhất là không sống cùng một thành phố ha. Thì khi hỏi quê của mỗi người thì nhận được câu trả lời như sau. Bạn Phương trả lời là Dương ở Huế, còn tôi ở Sài Gòn. Còn bạn Dương thì trả lời là tôi ở Sài Gòn, còn Hiếu ở Huế. Còn Hiếu thì trả lời là không, tôi ở Đà Nẵng, còn Hằng thì ở Vinh. Trong khi Hằng đó, là nói là trong các câu trả lời trên thì đều có một vế đúng, một vế sai. Một vế đúng, một vế sai ha. Bây giờ mình sẽ phân tích từ cái câu nói của bạn Phương. Thấy không? Mình phân tích từ Phương. Mình sẽ xét cái trả lời của Phương. Xét trả lời của Phương như bây giờ nó có hai cái vế. Cái vế thứ nhất và mình giả sử đi. Giả sử là cái vế thứ nhất là Dương ở Huế là đúng. Dương ở Huế. Cái này là đúng. Giả sử cái vế này là đúng.
Vậy thì cái vế là tôi ở Sài Gòn, có nghĩa là tôi là Phương, Phương ha, vậy là Phương ở Sài Gòn là sai. Phương ở Sài Gòn, cái này nó sẽ là sai. Không, mình giả sử như cái điều này, bây giờ mình coi có nó có mâu thuẫn không nha. Không, đấy thì nếu như là Dương ở Huế là đúng, và như vậy thì Phương ở Sài Gòn là sai. Đúng chưa? Phương ở Sài Gòn mà Dương nó nói là Dương ở Huế là đúng rồi, phải không? Vậy thì nó không thể ở Sài Gòn được. Vậy thì suy ra chỗ câu trả lời của Dương đó, tức là trả lời của Dương này thì nó sẽ như sao? Đó, tức là cái điều giả sử của mình là Dương ở Huế là đúng nè. Như vậy thì Dương không ở Sài Gòn đúng không? Mà Dương nó nói là nó ở Sài Gòn, vậy thì cái vế thứ nhất của Dương là sai. Tức là Dương ở Sài Gòn là sai. Sài Gòn là sai. Không? Vì vế này là sai nè. Vậy thì suy ra là cái vế còn lại là đúng không? Vế còn lại tức là Hiếu ở Huế là đúng. Hiếu ở Huế là đúng. Đấy thì em thấy mâu thuẫn chưa? Hiếu ở Huế là đúng thì nó sẽ mâu thuẫn cái gì? Mâu thuẫn cái gì? Tại vì nếu Huế ở đúng ở Huế là đúng thì gọi là Dương ở Huế cũng là đúng, như vậy thì ở Huế là có hai bạn. Thấy không? Vậy thì chỗ này là gì đây? Nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ là gì? Dương và Hiếu cùng quê. Dương, Hiếu cùng ở Huế là sai. Cùng ở Huế. Không. Tại vì đề bài nó cho là không có hai bạn nào cùng sống cùng một thành phố hết. Đúng không? Đấy. Nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn là do Dương ở Huế cùng ở Huế. Do Dương ở Hiếu cùng ở Huế không? Đấy, thì mà mâu thuẫn với cái đề là không có hai bạn nào cùng một thành phố hết. Cho nên là ở chỗ câu trả lời cái giả sử là cái vế thứ nhất của câu trả lời của Phương là đúng, là cái giả sử này là không được rồi. Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra được là gì? Suy ra là Dương ở Huế là sai. Dương ở Huế, cái vế này là sai. Đấy. Và chỗ này mình sẽ suy ra được là Phương ở Sài Gòn là đúng. Phương ở Sài Gòn là đúng. À. Mà Phương ở Sài Gòn là đúng thì suy ra thằng Dương ở Sài Gòn là nó sai, đúng không? Đấy. Vậy thì mình tiếp tục suy ra là cái thằng Dương ở Sài Gòn. Tại vì là Phương ở Sài Gòn là đúng rồi. Đúng là Phương ở Sài Gòn rồi. Thấy không? Mà thằng Dương nó nói là nó cũng ở Sài Gòn nữa. Vậy thì cái vế đầu tiên của thằng Dương nói là sai. Vậy thì cái vế là Dương Dương ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, cái vế này là sai nè. Thấy không? Vậy thì cái vế thứ hai của thằng Dương nói là đúng. Vế thứ hai của thằng Dương nói là đúng, tức là Hiếu ở Huế là đúng. Suy ra Hiếu ở Huế, cái này là đúng. Được chưa? Vậy thì mình đã xác định được quê của hai bạn này là bạn Phương ở Sài Gòn. Phương ở Sài Gòn. Còn bạn Hiếu thì ở Huế. Đấy. Rồi tiếp tục mình suy ra tiếp ha. Đấy, thì thằng Hiếu nó lại nói là không, tôi ở Đà Nẵng. Như vậy thì cái vế đầu tiên của thằng Hiếu là nó sai. Thấy không? Tức là cái vế là Hiếu ở Đà Nẵng là sai. Hiếu ở Đà Nẵng. Cái vế này là sai nè. À, vế này là sai, vậy là vế còn lại là đúng. Vế còn lại là đúng, tức là Hằng ở Vinh là đúng. Thấy không? Vậy thì suy ra Hằng ở Vinh là đúng. Hằng ở Vinh. Cái vế này là đúng nè. Thấy không? Như vậy thì mình đã xác định được V của ba bạn nè. Là Phương ở Sài Gòn. Sài Gòn là của Phương nè. Huế là của Hiếu nè. Vinh là của Hằng nè. Vậy thì còn quê còn lại là của Dương. Dương ở Đà Nẵng. À. Đấy, thì mình suy ra này thì theo cái điều giả thiết đó nó sẽ không bị mâu thuẫn. Như gói nha. Mất tiêu vị trí vừa.
Đó, gì thì câu số 52 này mình chọn đáp án D nha các em. Giải thích như thế. Thì mình cứ lập luận là nó nói một một bạn là có một trong câu nói có một vế đúng một vế sai. Đầu tiên mình giả sử là vế đầu tiên là đúng, vế thứ hai là sai thì mình sẽ dài dẫn đến mâu thuẫn trong cái lời phát biểu của ông Phương á, không? Như vậy thì mình chỉ còn trường hợp ngược lại, không? Đó, thì mình cứ phân tích như thế thì mình sẽ tìm được đáp án. Thế bây giờ tới cái phần của cái câu từ 53 đến 56 là nó hơi phức tạp, chứ nó có cái đường đi. Đường đi là cắt cái từ bên kia qua. Gồm cho nó gọn lại. Thì giữa các cái thành phố bao quanh một ngọn núi thì có một số con đường hai chiều. Cụ thể là mình có con đường giữa M và N, đúng không? Giữa M và N. Rồi giữa M và O, giữa O và R. Thì để hình dung, dễ hình dung thì thầy vẽ một cái hình ra như thế này. Cái hình để thầy chép cái hình này qua cho các em. Cái hình nó như thế này, thấy không? Đó, thì em thấy là có cái đường in đậm đó, đường in đậm là đường hai chiều, in đậm ví dụ là từ từ M và N là giữa M N là đường hai chiều nè. Đường hai chiều này mình có thể đi từ từ N đến M và từ M đến N, ha. Thì cái đường này mình có thể đi đi từ 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 đầu này sang đầu kia và ngược lại, à, tức là đường hai chiều. Thì ở đây mình có những cái con đường như là từ tự nhiên nó gói cái chỗ này. Thì mình từ N đến M nè, nó có hai chiều này, M với O nè, rồi O và R, O và R cũng hai chiều, R và T cũng hai chiều nữa nha, R và U cũng hai chiều, rồi T và B cũng hai chiều, B và S cũng hai chiều. Ngoài ra thì nó có một con đường một chiều giữa B và N, B và N mà nó chỉ cho phép đi từ B đến N thôi, và các con đường khác thì nó không cắt nhau ngoại trừ tại các thành phố, và không còn thành phố và con đường nào khác giữa những vùng ở trong những vùng lân cận, phải không? Thì người đi xe đạp cần tuân thủ cái quy định về giao thông chung, tức là nó người ta quy định đi một chiều thì chỉ đi chiều đó thôi, không có đi ngược lại nha, tức là tuân thủ quy định như thế, tuân thủ quy định là như thế nha. Thì bây giờ là mình nó hỏi cái câu là nếu đoạn đường giữa O và R, đoạn đường giữa O và R nó bị nghẽn do đá lở, thấy không? O và R bị nghẽn do đá lở, tức là chỗ này là không đi được. Thì để đi từ U đến M thì người lái xe phải đi qua bao nhiêu thành phố khác ngoại trừ U và M, ha. Như vậy thì mình đi từ U nè, từ U này đến M ha. Như vậy thì từ U đến M mình không thể đi theo con đường là qua qua O được, thấy không? Vậy thì mình phải đi từ U đến R. Vậy thì mình sẽ có là phải đi từ U nè đến R, rồi từ R đó là mình đi tới T, thấy không? Đi tới T.
Rồi từ T là mình đi tới B. Đi tới B. Rồi B mình có đường một chiều đi đến N đúng không? Đến N. Và từ N mình lại đi tới tới M. Đây là N nghe không? Đấy, gì thì mình thấy là nó qua mấy thành phố? À, qua bốn thành phố khác ngoại trừ U và M phải không? Vậy thì chỗ này mình chọn một phương án C. Đó, vậy thì câu 53 là mình làm như thế. Bây giờ tới câu 54. Câu 54. Thì câu 54 nó hỏi là gì? Mình chép cái hình này xuống đây. Thì câu 54 là nếu cây cầu giữa M và O bị hỏng. Cái cầu giữa M và O bị hỏng. Cầu này bị hỏng nè. Là khiến cho việc đi qua đoạn đường này trở nên không thể. À, đi qua đoạn đường này tức là mình đi từ M đến O hoặc là từ O đến M không thể. Thì người đi xe đạp sẽ không thể đi theo con đường. Cái này nó nói là sẽ không thể nha. Không thể đi theo các con đường. Đi theo các con đường. Từ đâu đến đâu? Ví dụ như mình muốn đi từ R đến M thì coi được không nha. Thì rõ ràng nếu mà muốn muốn đi từ R đến M nè, R. Mình muốn đi tới M thì qua T. Thấy không? R thì mình đi đến qua T rồi đến B rồi đến N đến đến M đúng không? Vậy thì rõ ràng là từ R đến M là đi được. Chỗ này mình đi được nha. Đó, bây giờ câu B là từ N đến S. N đến S có đi được không nha? Đấy, thì bây giờ em có là N nè. À, từ N đến S. Thì N mình không thể đi qua B được tại vì cái đường này là đường một chiều từ B đến N thôi. Vậy thì mình chỉ có N đi đến M đúng không? Đến M rồi đến O mà M đến O này là bị hỏng rồi. Đúng không? Bị hỏng là không đi được. Thấy không? À, cho nên là rõ ràng từ N đến S là không đi được. Cho nên là chỗ này mình chọn phương án B. Rồi, để thầy coi lại coi phải không? Rồi, từ N đến S là đi không được nha em. Đấy, còn mấy cái phương án khác thì sao ạ? À, thì ở đây nó chỉ có một phương án đúng thôi, mình chọn B được rồi. Mình có thể phân tích thêm là từ B đến M là đi được, B đến M đi được, từ B đến S cũng đi được, thấy không? Đấy, vậy thì câu 54 của mình là chọn phương án B. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Tiếp tục coi cái câu 55 thì làm sao nha. Rồi, tôi chép cái hình này xuống đây đi. Câu 55 thì nó nói là nếu như có một vụ đá lở làm tắc nghẽn một chiều con đường từ R đến T, từ R đến T. À, vậy thì con đường này bị tắc nghẽn nè. À, mình chỉ có thể đi từ từ R đến T thôi, tức là mình đi theo đường này thôi. Từ R đến T. Nó chỉ có đi từ R đến T thôi. Và ta chẳng có thể đi xe đạp từ B đến điểm nào. Đấy. Thì bây giờ mình coi thử em. Bây giờ từ B nè. Từ B mình đến S được không? Từ B đến M được không? Từ B nè. Từ điểm B nè. Từ điểm B. Mình có thể đến S, đến N, đến M được không em? Rồi đến O cũng được luôn. Và từ B mình có thể đến T theo đường này. Nhưng mà từ B đến R được không? Vẫn được luôn. Từ B đến T thì mình theo đường này. Rồi từ B đến U thì mình phải đi qua. Từ B mình đi đến U á, thì mình phải qua N, qua M, rồi qua O, qua R, rồi đến U. Phải không? Nói tóm lại là từ B mình có thể đi được đến bất cứ cái thành phố nào ở trong các cái thành phố còn lại. Phải không? Rồi cho nên chỗ này mình chọn phương án D luôn. Chọn phương án D luôn em. Cho nên là câu 55 là em chọn phương án D đó. Bây giờ tới câu 56. Câu 56. 56 là nó hỏi là giả sử rằng là một làn của cái con đường từ O đến R phải sửa chữa và do đó chỉ có di chuyển được từ R đến O thôi. Tức là con đường này nó bị hỏng nè. Mình chỉ có di chuyển từ R đến O thôi. Di chuyển một chiều thôi. À, di chuyển một chiều.
từ R đến O không, và để đảm bảo không ảnh hưởng giao thông, tức là nếu trước khi đóng làn đường để sửa chữa thì từ từ X mình có thể đi đến Y, trong đó X Y là thuộc tập hợp tất cả các thành phố này phải không, thì sau khi đóng làn đường để sửa chữa thì ta vẫn có thể đi từ X đến Y, thì mình cần xây dựng một con đường tạm một chiều nào dưới đây. À, xây đường tạm một chiều thì theo em là xây con đường nào? Thì trước khi mà đường bị hư đó thì từ B đó, từ B mình có thể đi đến bất cứ cái điểm nào ấy, ở trong thành phố này đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà con đường này bị hư nè thì từ B em có thể đi được đến bất cứ con đường nào cho đây, đến thành phố nào bất cứ trong đây không? Bây giờ mình thử không? À, bây giờ đó là trước khi bị con đường này nó bị hư nè, thì từ B đó mình có thể đi đến N, đi đến M, đi đến O và đi đến R được không? Đi đến R thì mình có nhiều con đường đấy. Rồi bây giờ giả sử là trước khi con đường này nó bị hư nè, đường từ O đến R nó bị hư, là mình từ N này em có thể đi tới đâu được? Từ N này em có thể đi đến B được không? Vẫn được đúng không? Tức là mình đi vòng theo đường này, vòng theo đường này. Tức là từ N mình đi qua M, đi qua O, đi qua R, tại đường này nó chưa hư, mình giả sử nó chưa hư đó. Đó. Nhưng bây giờ nếu mà con đường này nó bị hư rồi, đường này bị hư tức là mình đi từ O đến R không được. Đúng không? Từ O đến R gì thì từ N mà mình muốn đi đến R hoặc là đến đến U thì mình phải làm sao? Chẳng hạn như từ N mình muốn đi đến R thì mình phải 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 xây dựng con đường nào, tại vì từ N mình không có đi qua B được đúng không, tại vì nó này này nó là một chiều thôi. Đấy. Thì xây dựng con đường tạm một chiều từ đâu đến đâu, em chọn đáp án nào? À, để thầy xem coi, cái này lấy ý kiến tập thể. À, có em nào có đáp án không ạ? À, là bạn các bạn chọn bạn Kha, bạn Yến Nhi thì chọn đáp án A ha. Rồi, chính xác. Thì rõ ràng nếu mà từ M mà mình xây dựng một con đường tạm đến U như thế này. Đến U như thế này phải không? Thì bây giờ bình thường là trước khi mà con đường OR nó bị hư á, thì từ từ N mình có thể đi đi đến U được. Đấy. Nhưng mà bây giờ con đường này nó bị hư rồi, vậy thì mình không có đi qua đường OR được. Vậy thì từ N mình có thể đi đến M rồi đến U được, đúng không? Vậy thì cái cách mình làm con đường tạm từ M đến U là hợp lý. Còn từ B đến R là không được ha. Từ S đến R cũng không được luôn. Từ nói chung là từ S đến U cũng không được luôn. Rồi, vậy thì chỗ này mình chọn phương án A ha. Rồi chúng ta cố gắng thêm một chút nữa là mình. Rồi đó là những cái câu tới đâu, câu 56, bây giờ mình còn 4 câu nữa. Đây, nó bị sao rồi. Rồi bây giờ nó nói là có một cái tòa cao ốc văn phòng, một tòa cao ốc văn phòng mà nó có 6 tầng, đánh số từ 1 đến 6 ha. Và nó nói là có 6 công ty FGIZKM cần được sắp xếp vào các tầng và mỗi công ty chiếm một tầng. Việc sắp xếp để tuân thủ quy tắc như sau. À, F thì nó cần phải xếp dưới G, Y hoặc được xếp tầng ngay trên M hoặc được xếp ngay tầng dưới M, tức là nó tóm lại là Y nó kế kế M đó ha. Còn Z thì không được xếp xếp ở tầng ngay trên M hoặc ngay dưới M, tức là Z này nó không được kế thằng M. Đấy. Thì bây giờ là còn cái K, thằng K thì phải vị trí số 4. Đấy. Thì bây giờ mình cũng ở đây nó cho mấy cách sắp xếp, bây giờ mình coi cái sắp xếp nào nó hợp lý thôi. Thấy không?
Thì cái A này là nó bất hợp lý chỗ nào em? Có bạn nào giải thích không? Nó vi phạm cái điều kiện nào? Mình tạm gọi là 1, 2, 3, 4 ha. Cái này là F ra trước G được không? F trước G tức là F dưới G nè, được nè. Là thỏa điều kiện thứ nhất nè. Y shift tầng ngay trên M, ngay trên M hoặc là ngay dưới M, tức là Y gần M đó. Thì cái này nó vi phạm điều kiện thứ hai. Thấy không? Cho nên mình loại cái này. Có rằng là Y nó không không ngay dưới M nè. Thấy không? Hoặc là ngay trên M. Đấy. Còn cái điều kiện thứ thứ ba này thì sao? À, xin lỗi, cái phương án B này này sao? Phương án B thì F này nó không trước G, không không có dưới G được. Vi phạm điều kiện thứ nhất này. Loại nè. Đó. Bây giờ mình xét phương án C thì mình thấy là gì? À, F F trước G, tức là F dưới G là đúng rồi nè. Về y ngay cạnh M, ngay dưới M luôn là đúng luôn nè. Điều kiện thứ hai đúng nè. Và Z ngay không ngay trên M hoặc ngay dưới M, Z nó cách xa M là đúng luôn rồi nè. Và K ở vị trí số 4 đúng luôn. Vậy thì mình chọn phương án C. Rồi câu 58. À, nếu M ở tầng 2 thì tất cả điều nào dưới đây đều đúng ngoại trừ. À, bây giờ mình phân tích ra như thế này nha. M ở tầng 2. M ở tầng 2 mà Y nó là ngay kế M không? Cái này mình đề ghi số 4 đi. Cái này là 3 2 2 1 1 ở đây. Thì bây giờ đó là M ở tầng 2, M ở nằm đây nè. Cái thằng K là tầng tầng 4 rồi nè. Thấy không? Đấy, vậy thì còn vị trí 5 6. Thì bây giờ đó là nó hỏi là điều nào dưới đây có thể đúng hay không, ngoại trừ. Thấy không? Bây giờ mình lấy F ở tầng 3 thử coi được không nè. Nếu mà F ở tầng 3 nè, thì do thằng Y nó phải ngay dưới M hoặc ngay trên M cho nên Y nằm đây rồi nè. Đấy, như vậy thì chỗ này mình sẽ còn lại là G với Z đúng không? G, Z thì chỗ nào mình có thể xếp G ở đây, Z ở đây đều được hết. Thấy không? Vậy thì nó cũng thỏa cái điều kiện, bốn điều kiện này. Thấy không? Vậy thì F ở tầng 3 là có thể đúng. Có thể đúng. Thấy không? Cho nên mình loại phương án này. Đó. Thì bây giờ tiếp tục đó là mình xem thử coi. Rồi mình xem thử coi F ở tầng 5 được không nha. Mình xem coi F ở tầng 5 được không. À, thằng F này ví dụ như nó ở tầng 5 nè. À, nếu F ở tầng 5. Nếu F ở tầng 5 thì bắt buộc thằng G nó phải ở tầng 6, tại vì cái thằng F nó phải trước G, F xếp dưới G phải không? Vậy thì còn lại là M Y với Z. Vậy thì Y ở đây, Z ở đây. Y ở tầng 1, Z ở tầng 3 hoặc là Z ở tầng 1, Y ở tầng 3. Vậy thì nó vi phạm cái nguyên tắc là Z kế M. Không được. Vậy thì rõ ràng là cái thằng B này không được. F ở tầng 5 là không được. Thấy không? À, nó không đúng. Cho nên mình chọn B. Nó nói ngoại trừ mà. Ngoại trừ có nghĩa là cái đó là không không thể nào nó đúng được. Vậy thì câu 58 mình chọn phương án B. Đấy. Còn câu 59. Câu 59 là nó nói là nếu mà Z ở tầng 3. Z ở tầng 3. Đó. Thì Z là 3 nè. Rồi thằng F ở 4. Ở thầy xin lỗi, thằng K ở 4. Z thì còn là 5 6 ở đây. 5 6 ở đây. Và 1 2 ở đây. Như vậy thì chỗ này đó thì mình thấy là nó hỏi là cặp công ty nào dưới đây buộc phải ship ở hai tầng kề nhau. Không, ví dụ như FG đi. Em ship FG ở đây được không? FF ở đây, G ở đây. Được phải không? FG ở đây thì MK MI nằm đây. MI nằm đây thì hợp lý chưa? M kế Y nè. J nó không kế M nè, đúng không? J nó không kế M. Đó. Rồi K ở tầng thứ tư, F phía trước G thỏ. Thấy không? Vậy thì cái này là cái này là hợp lý không? Hợp lý. Nên mình chọn này.
thì FG có thể cùng nhau. Nhưng mà tại sao còn còn FK thì được không? Không, FK. Đấy, phân tích ngay từ cái phương án đầu tiên thì mình thấy nó đúng. Đấy, còn ví dụ như mình muốn xếp xếp thử coi FK có được không, em thử ha. Là G là nằm ở tầng 3 nè. À, còn K thì nó ở tầng 4 là bắt buộc rồi. Vậy thì nếu mà FK nó nằm kề nhau thì F nằm đây đúng không? F nằm đây. F F là vị trí số 5. Vậy thì nhưng mà F nó trước G nên G phải vị trí số 6. Đúng không? G vị trí số 6. Này nó nói FK nằm ở vị trí gần nhau. Cái này nó nói buộc phải nha, buộc phải nha chứ không phải có thể. Đấy, như vậy thì còn lại là y với m phải không? Là mình có thể y ở đây, m ở đây thì không được. Nhưng mà có thể m đầu tiên và gì y y ở đây thì được. Tại vì nó nói g là không kế m thôi. Nhưng mà cái này có thể được, nhưng mà không bắt buộc, không bắt buộc phải như thế này. Thấy không? Có thể nó nằm kề nhau thôi chứ nó không bắt buộc. Thì cái này nó có thể thôi. Thì K với G, K K với F là có thể nằm kề nhau. Nhưng mà nó không bắt buộc nha. Đấy. Thì có thể là lúc nãy là vị trí FG nó cũng có thể mà không? Rồi, cái vị trí này thì FG, FK, FK. F nằm đây, nếu F nằm đây thì G nằm đây, M đây. Rồi, để tôi ghi lại các trường hợp lúc nãy. Trường hợp đầu tiên là lúc nãy là FG vị trí đầu tiên phải không? Là F nè, G nè. FG thế này. 1 2 rồi G K MI hoặc IM. Chỗ này là MI hoặc IM nó nằm ở tầng tầng 5, tầng 6 đều được hết phải không? Đấy. Là chỗ này là FG là nằm kề kề nhau nè. Chỗ này FG cũng nằm kề nhau luôn. Thấy không? Vị trí này thì bắt buộc rồi. Thì nếu như F nó nằm ở đây thì FG nó cũng nằm kề nhau luôn. Thấy không? Đó. Còn cái trường hợp tiếp theo nữa là gì? Ví dụ như GG nằm kế nhau được không? GG nằm kế nhau được không? Mình coi thử ha. Thì lúc nãy cái G mình ở vị trí số 3 nè. K là vị trí số 4, G K. Nếu mà GG nằm kế nhau thì G nằm đây. Thấy không? G nằm đây thì bắt buộc thằng F nó phải trước G thì nó phải thằng F nằm đây. Thấy không? 1 1 2 3 4. Vậy thì vị trí còn lại là MI chỗ nào cũng được. MI hoặc IM đều được. Vậy thì với nếu mà mình ship G kế G thì nó cũng bắt buộc là F phải cũng kế G thôi. F cũng kế G thôi, đúng không? Đấy. Còn nếu mà mình ship thằng thằng Y kế G giống giống kiểu này, thằng Y kế G kiểu này thì M ở đây thì FG nó cũng nằm kế nhau thôi. Vậy thì bắt buộc tất cả đều bắt buộc F và G nó phải ở hai tầng kề nhau. Không? Nếu thằng G ở tầng thứ thứ ba thì FG mình ship kiểu đi gì thì FG nó cũng bắt buộc kề nhau. Còn cái chỗ EZ này nó không bắt buộc nè, tại vì nó có thể theo kiểu này đúng không? Theo kiểu ở bên đây thì EZ nó cũng không bắt buộc gần nhau. Và GZ nó cũng không bắt buộc gần nhau. Tại vì ở dưới đây thì như như theo cái cách ship thứ nhất này đó thì GZ nó cũng không kề nhau được. Có thể kề nhau thôi chứ nó không bắt buộc ha. Nhưng mà mình thấy là trong ba cách này đó thì FG thì lúc nào nó cũng bắt buộc phải kề nhau hết. Cho nên ở đây mình chọn phương án A. Rồi câu câu 60. Câu cuối cùng. Thì mỗi cặp mỗi một cặp công ty nào dưới đây đều có thể ship được. Ship ở hai tầng kề nhau ngoại trừ. Thì cái này thì suy luận hồi chiều rồi đó, thì cái này nó chính là phương án C. Các em coi là có phải gì không nha.
tức là g và y nó không không thể nào ở cùng nhau được. Đó, tức là theo cái câu hỏi á, thì mỗi cặp công ty dưới đây đều có thể ship, có thể ha, em dùng dùng cái từ có thể được ship ở hai tầng kề nhau ngoại trừ, không? Thì ở đây em thấy f và y có thể gần nhau được không? Fi có thể gần nhau được không? Fm có thể gần nhau được không? Fm có thể gần nhau được không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích như thế này, phân tích thế này. Thì cái vị trí thứ tư là lúc nào cũng thằng k đúng không? Thằng k. Đấy. Bây giờ mình thử phân tích cái phương án D này. Phương án D là IK gần nhau đúng không? IK nó có thể kề nhau, vậy thì vị trí thứ tư ở đây, thì nếu nếu mà thằng K vị trí thứ tư thì thằng IK kề nhau thì thằng Y nằm đây. Nhưng mà Y với M cũng phải vẫn cần nhau thì M bắt buộc ở đây. Vậy thì vị trí này là 5 6 không? Có thể được ship ở cần nhau ha. Đấy. Thì theo cái hình lúc nãy thì mình có là thằng Z nằm đây đúng không? Đó, Z là Z xíu 3. Còn FG là đây, FG đây. Đấy. Như vậy thì rõ ràng thằng Y và K có thể kề nhau được nha. Y K có thể kề nhau được, cho nên chỗ này phương án này mình không chọn nè. Bây giờ FI có thể gần nhau được không nha? Bây giờ mình coi coi cái thằng FI, cái phương án A nè, mình coi coi FI có thể gần nhau được không. Bây giờ mình cũng vẽ hình ra thế này. Ở vị trí thứ 4 là K nè. FI. Chẳng hạn như chỗ này mình lấy cái điểm M, rồi sau đó là tầng thứ thứ hai là Y đúng không? Tầng Y thứ hai là Y, rồi tầng thứ ba là F. Thì nó hợp lý là M kế Y. Thấy không? Và F nó trước G, ví dụ như mình để G ở đây, Z nằm đây. Thấy không? Vị trí đây. 1 2 3 4 5 5 6. Vì rõ ràng là Y và F có thể nằm ở hai tầng kề nhau được ha. Cho nên chỗ này nó vẫn có thể. Chỗ này vẫn có thể. Chỗ này vẫn có thể, cho nên mình loại phương án này nè. Đó. Tương tự như vậy thì FM có thể gần nhau được không? FM ha. FM thì cái chỗ này mình đổi vai trò của thằng M với Y cho nhau đi, thì mình sẽ được là M I M rồi tới gì? F. Vậy rõ ràng FM là vẫn có thể kề nhau được nha. Thằng K vẫn vị trí thứ tư nè. Thằng G với thằng thằng Z nó nằm như thế này. Tức là vẫn vẫn đảm bảo là I M kế nhau. M không kế Z. K nằm vị trí thứ tư và F trước G vẫn thỏ, không? Này vẫn thỏ. Cho nên là cái FM là có thể ở ở hai tầng kề nhau được nha các em. FM cho nên mình lỗi này. Vậy thì chỉ còn cái C thôi. Ha, C thôi. Đấy. Mình có thể suy luận trực tiếp và có thể mình loại trừ. Đó. Và cho nên là chỗ chỗ này á là mình câu 60 là mình chọn phương án C. Rồi. Thì cái đề số 2 trong cái tài liệu hôm trước là thầy gỡ lên đó, thì thầy đã sửa xong. Thì tiếp theo cái đề tiếp